Xin chào tất cả quý chị và các bạn nha. Một siêu phẩm vừa mới ra lò, giới thiệu cho quý chị các bạn đây. Mảnh đất có thể nói là hoa hậu của Phú Cát, Cô Gái, 240m lô góc. Đây, mặt đường dài miên man luôn, đúng lô góc này, 240m. Đấy, đường trước mặt thì hai ô tô chạy nhau đấy. Rất là đẹp, mảnh đất duy nhất và đẹp nhất tại thôn 3 Phú Cát, Cô Gái. Đây, phía tay em chỉ kia, đó là trục chính của thôn 3 Phú Cát và đường vào đây, hai ô tô tránh nhau. Từ đây ra trục chính thôn 3 Phú Cát chưởng 70m. Đường thông quý anh chị nha. Và từ đây cách DH09 là khoảng tầm 100m là đến DH09. Phía đường của trục chính thôn 3 kia rẽ ra khoảng tầm 70m đến 100m là ra DH09. Vâng, mảnh đất rất là đẹp, duy nhất và chủ vừa mới gửi bán luôn. Vừa mới gửi bán, ra lò rất là nóng. Rất là đẹp, mảnh đất 240m ạ. Đây, chính em nó đây, 240m, đẹp như ngọc trinh. Vâng, quý anh chị quan tâm thì chớp cơ hội nhanh, nếu không thì người khác lại mua mất. Đẹp nhất, duy nhất tại thôn 3 Phú Cát, Cô Gái. Vâng, cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 40km ạ. À, đây là phía tay em chỉ đây, trục chính thôn 3. Cách DH09 100m quý anh chị nha. Rất là đẹp. Đây, đường nhà, phía trong đất đấy ạ, rành rời rõ ràng rồi, đã xây tường bao rành rời rõ ràng, rất là đẹp. Đấy, đây quý vị xem, không thể có mảnh nào đẹp hơn tại mảnh này, thôn 3 Phú Cát. Bây giờ chúng ta bắt đầu hãy quan sát mảnh đất từ trên cao nha, quý anh chị sẽ thấy rõ gần trục DH09 như thế nào. Vâng, đây là flycam của em đang bay trên bầu trời để quan sát kỹ hơn xung quanh của mảnh đất 240m tại thôn 3 Phú Cát. Vâng, đấy, trước mặt cái đường phía ngang trước mặt đó là trục DH09, sau sẽ nối thẳng vào tuyến đường này. Đấy, quý vị có thể quan sát thấy rất là gần đúng không? Chỉ khoảng hơn 100m thôi, hơn 100m là đến DH09. Vâng, đây là xung quanh, phía xung quanh mảnh đất có nhà dân ở rất nhiều. Vâng, mảnh đất thì đúng là lô góc có thể nói là đẹp nhất tại thôn 3 Phú Cát. Đấy, đây là phía đằng trước là trục chính của thôn 3 đó, chỗ nhà nhiều nhà đó là trục chính. Từ mảnh đất ra trục chính thôn 3 nó chỉ khoảng tầm 100m thôi. Lô này là lô góc mà gọi là hoa hậu đẹp nhất của Phú Cát. Đất rất là vuông và diện tích cũng vừa phải, đáng để đầu tư. Mảnh này đúng là mảnh đáng để đầu tư, và là mảnh từ trước đến giờ được đánh giá là có thể nói là cao nhất và đẹp nhất tại thôn 3 Phú Sơn, Phú Cát. Đấy, đường trước mặt thì hai ô tô tránh nhau đấy. Lô góc và cả hai phía là đều hai ô tô tránh nhau. Rất là đẹp. Mảnh đất cách trung tâm Hà Nội tầm 40km. Cách trục đại lộ Thăng Long nó chỉ khoảng tầm hơn 2km là ra đến đại lộ Thăng Long. Và nếu sau nối DH09 nối thẳng triển khai thì từ mảnh này ra trục đại lộ Thăng Long sẽ rất là gần. Nó sẽ chưa đến 1km đó ạ. Vâng. Rất là đẹp của mảnh đất này. Đấy, quý vị có thể thấy xung quanh mảnh đất, xung quanh thì dân ở rất nhiều, và hiện đất hiện tại bây giờ đang nhà dân đang nhờ để trồng cỏ. Đấy, rất là vuông, ranh giới đã rõ ràng rồi ạ. Vâng, quý anh chị mà quan tâm đến mảnh đất này mà muốn đầu tư mảnh này thì xin hãy liên hệ với em. Em khẳng định là mảnh đất này thì vẫn là giá để đầu tư, bởi vì giá đất vẫn còn lên nữa. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.